chồng sắp cưới nam em đính chính khoản nợ 120 tỷ là của riêng mình, không dính líu tới bạn gái. Bạn ấy comment, bạn ấy bảo là anh ơi anh vỡ nợ 12 tỷ à? Thì anh mới bảo là không, anh vỡ nợ 120 tỷ những năm đó. Thế thì họ nghe sao, họ bảo nam em nợ 120 tỷ. Thực ra nam em không có nợ đâu. 120 tỷ đấy là trước là những năm 2014 tôi vỡ nợ. Còn lại cái tiền mà nam em nợ đấy là thực ra không phải là nợ mà người ta cho, nhưng bây giờ mình giả. Người đẹp Tiền Giang muốn chuyển nghề làm streamer. Chán cảnh bị gò bó bởi hình tượng nghệ sĩ, dìm người này xuống để nâng ai đó lên. Tôi sẽ làm streamer. Tôi thấy cái nghề streamer mà nó xịn lê vậy mà nó vui. Tôi thề làm gì cũng được, còn mặc đồ đẹp lên sân khấu được hoài mệt mình biến. Cái kiểu nó làm nó nâng cái người lên là họ cố gì mình tỏa sáng á. Xong giờ người ta đi thảm đỏ, người ta cười vui kìa. Vắng mặt thảm đỏ trao giải, tự mở live show tại nhà vẫn hàng nghìn người xem. Nghe nói bữa nay không, mà nãy sao tôi qua livestream thấy có 200 mấy người coi, sao mọi người không ủng hộ mà mọi người qua đây mọi người coi tôi chi? Anh chị em ơi, em tới đây. Chạm vô đi mọi người, chạm vô mọi người chạm. Tối ngày 27 tháng 1, nam em và chồng tương lai có buổi livestream tương tác cùng người hâm mộ. Đến thời điểm hiện tại, cô cho thấy sự thay đổi tích cực, tinh thần phấn khởi hơn hẳn, không còn bận lòng nhiều về những bình luận tiêu cực xuất hiện trong livestream của mình. Nam em phấn khởi cho biết hiện cô có ý định chuyển sang làm streamer. Theo cô, nghề nghiệp này mang lại sự tự do, thoải mái, không bị gò bó lời ăn tiếng nói như thời điểm còn làm nghệ sĩ. Trong livestream, cô cũng chia sẻ nhiều người gọi cô là nghệ sĩ sau đó dựa vào danh xưng này để mặc định rằng trách nhiệm của cô là phải bị người khác soi mói, nhận xét. Bên cạnh đó, cô cho rằng truyền thông có xu hướng nâng đỡ người này để dìm người khác xuống. Trong khi ai kia vẫn tiếp tục được lan tỏa những thông tin tích cực để họ được tỏa sáng thì phe còn lại sẽ bị đẩy xuống. Cô cũng ẩn ý về người đang hồn nhiên, vui vẻ dự thảm đỏ. Về khoản nợ gây chấn động mạng xã hội một ngày trước đó do anh Hữu Cường, bạn trai nam em chia sẻ trên livestream, ở buổi livestream tối nay anh Cường cũng đã có sự đính chính. Anh cho hay thật ra có một người xem hỏi cụ thể anh vỡ nợ 12 tỷ à và đáp lại nhân vật này anh Cường mới cho biết bản thân nợ 120 tỷ. Nay, anh muốn đính chính rằng số nợ đó là của riêng mình, không dính líu gì tới nam em. Về phần nam em, anh Cường cho hay cô không nợ nhưng quyết định trả cho người đã từng tặng mình khoản tiền lớn sau khi mối quan hệ không còn được như xưa, bị đối phương quay lưng. Hiện, anh Cường xác nhận đã trả được gần hết khoản tiền 120 tỷ đồng, chỉ còn lại khoảng 2 tỷ hơn, nợ những bạn bè, anh chị em thân thiết. Không quá gấp gáp trong việc trả tiền vì đây đều là những người ơn, yêu thương anh và sẵn sàng cho thời gian thư thả, thoải mái. Mặc dù bận rộn mở live show tại nhà nhưng nam em vẫn cập nhật tình hình về các sự kiện trong giới giải trí. Cô cho hay mình cũng biết được tối nay có lễ trao giải, bất ngờ khi rất đông khán giả đang ủng hộ, xem livestream của cô thay vì theo dõi sự kiện nóng của VBIS. Nam em kêu gọi khán giả cũng nên ủng hộ thêm cả sự kiện này vì ban tổ chức chắc hẳn cũng đã đầu tư rất quy mô. Trước đó, cô vào xem thì chỉ thấy khoảng vài trăm được xem trực tiếp chương trình. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!